Một người đàn ông tại Ấn Độ đã may mắn thoát chết sau khi rơi xuống từ tầng 17 của một tòa chung cư. Theo các bác sĩ điều trị thì bệnh nhân đang dần hồi phục tốt và sẵn sàng xuất viện trong thời gian tới. Trước đó, anh Firozi Alam 20 tuổi sống tại Bambiha là một nhân viên sửa chữa điều hòa. Trong lúc làm việc, do sơ ý đã rơi từ tầng 17 xuống tầng 5 của công trình và bị gãy nhiều xương chân, xương sọ và xương mặt. Sau khi kiểm tra, ngoài các vết thương kể trên, bác sĩ kết luận Alam bị tổn thương não, gãy cột sống ở cổ, tổn thương gam và thận phải. Anh đang phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và được chuyển tới 24 lít máu. Sau 2 tháng từ khi vụ việc xảy ra, người đàn ông đã sẵn sàng trở về nhà. Các bác sĩ thông báo rằng sau 3 tháng bệnh nhân có thể đi lại bình thường và 1 năm sau thì mới có thể đi làm trở lại. Các chuyên gia cho biết tỷ lệ tử vong sau khi ngã khỏi tầng 3 của một tòa nhà là 50% và từ tầng 10 trở lên thì hầu như là không có khả năng sống sót.